Mới đây, Anh vừa công bố danh tính kẻ đánh bom tự sát khiến 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở sân vận động Manchester là Salman Abedi, 23 tuổi, gốc Libya. Tổ chức Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Salman Abedi sinh ra tại Manchester vào năm 1994, là con áp út trong một gia đình có 4 người con, gồm 3 trai và một cô con gái út năm nay 18 tuổi. Từ cha mẹ là người tị nạn Libya tới Anh để thoát khỏi chế độ Gaddafi. Cảnh sát Anh vào ngày 23 tháng 5 xác nhận rằng vụ tấn công ở nhà thi đấu Manchester chỉ do một người ra tay. Trước đó, cổng thông tin Akha ở Iraq đưa tin rằng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở nhà thi đấu Manchester. Còn Reuters đưa tin nhiều tài khoản ủng hộ IS đã lên mạng Twitter và viết những thông điệp tung hô vụ đánh bom, đồng thời kêu gọi tiến hành thêm nhiều vụ tấn công kiểu sói đơn độc khác. Chỉ sau đó, một trung tâm mua sắm ở Manchester cũng đã phải sơ tán vì một tiếng nổ lớn. Hiện chưa có thông tin người Việt Nam là nạn nhân vụ nổ ở Anh này.